my lord. We have located the new ring. Send the Nazgul. All of them. I know what you fear, Tali. Cùng tiếp tục tới với giải đáp thắc mắc số 13, cùng xem hôm nay có những câu hỏi thú vị nào. Bạn Thanh Trần có hỏi rằng, nghe câu này hoài mà không hiểu, năm phù thủy không được phép kết hợp lại đấu với Sauron, hợp sức lại đấu không lại, hay là hạ được Sauron, bỏ qua ý năm phù thủy tan ra giúp các dân tộc tự do ở Trung Địa. Câu trên là lời căn dặn của Valar Menwë tại Thiên Quốc khi đã phái năm phù thủy là năm Maia trực tiếp xuống Trung Địa để giúp các dân tộc tự do chống lại sự bành trướng của chúa tể bóng tối Sauron tại Trung Địa. Lời nhắc nhở đó đầy đủ sẽ là cấm các phù thủy không được phép thống trị các dân tộc tự do tại Trung Địa và không được trực tiếp hợp lực lại để đấu sức mạnh với lại Sauron. Trả lời thẳng câu hỏi của bạn, khi bỏ qua ý mục đích thật sự của năm phù thủy khi xuống Trung Địa thì quả thật là năm phù thủy hợp sức lại sẽ không đánh nổi chúa tể bóng tối. Mình cũng đã từng nói về ý này trong các số giải đáp thắc mắc trước đó rồi, việc một cân năm mà đánh với đúng thực lực của Sauron thì cũng đâu dễ gì hạ được hắn, khi năm vị Maia này cũng không phải năm vị Maia thiên về chiến đấu. Tính ra thì Atlanta và Parando có vẻ sẽ chiến đấu nhỉnh hơn một chút vì họ là các Maia phục vụ cho thần thợ săn. Saruman sẽ mạnh về quyền năng một chút vì phục vụ cho thần thợ rèn. Zaragath thì thực sự khá là yếu khi chỉ là một Maia chăm sóc các khu rừng, quyền năng thiên về chữa trị và phục hồi nhiều hơn. Còn Gandalf thì mỗi thứ một tí, bản thân ông khi được giao nhiệm vụ xuống Trung Địa, ông còn lấn lá vì sợ Sauron. Vấn đề quá rõ ở đây là nếu thực sự muốn đánh Sauron thẳng mặt thì không cần thiết phải phái 5 người này đi làm gì cả. Ở Thiên Quốc vẫn còn rất nhiều Maia thiên về chiến đấu và điều binh khiển tướng rất là ghê như Maia Elwyn chẳng hạn. Cứ mang tầm chục ông Maia trong top 10 Maia mạnh nhất ra rồi thêm một đội quân tiên tộc Thiên Quốc đi cùng thì căng lắm, quẩy trong vòng 100 năm thì Sauron cũng khó mà chống đỡ nổi. Nhưng tại kỳ thứ nhất, sau trận chiến Thịnh Nộ, khi đã bắt giữ được Melkor rồi, thì hậu quả nó để lại là quá lớn cho Trung Địa, những điều mà gần như không thể bù đắp lại được nên các vị thần đã muốn né những điều này ra. Nguyên một mảnh đất Briarden rộng lớn chìm xuống đáy biển, vì đây là cuộc chiến của các vị thần, dung chuyển trời đất, không những thế, còn sinh ra một Numenor khi quá phát triển, lại muốn làm loạn, chiếm cả Thiên Quốc, một điều cực kỳ to gan. Đây là những sự thay đổi và tổn thương quá lớn cho Trung Địa mà nguyên một kỷ thứ hai phải gánh chịu. Các vị thần không muốn những điều này lặp lại nữa nên mới phải né một cuộc chiến giữa các vị thần ra. Manwë chọn ra 3 người là 3 vị Maia mà ông tin tưởng rằng họ là những người có cái nhìn toàn vẹn về thế giới, lòng vị tha và tâm huyết của họ sẽ có thể giúp được cho Trung Địa đánh thắng được chúa tể bóng tối mà vẫn giữ nguyên được toàn vẹn mảnh đất đó. Đấy chính là mục đích mà các vị thần lại không chọn những Maia thiên về chiến đấu xuống mà lại chọn 5 người họ, nên đương nhiên là ông sẽ phải căn dặn họ rằng không nên hợp sức để đấu với Sauron vì quyền năng của họ là không quá mạnh. Chưa kể là việc dùng đến các thân xác phàm trần để thân thiện và hòa đồng với các dân tộc tại Trung Địa hơn, bổ trợ cho mục đích chuyến đi của họ lại khiến cho quyền năng của họ bị giới hạn trong chính những thân xác phàm trần đó. Giờ thì sẽ nói tới khía cạnh, 5 vị phù thủy khi xuống Trung Địa vẫn bất chấp lời căn dặn, vẫn cứ hợp sức lại để đấu với chúa tể bóng tối một trận sống chết đi, thì sẽ ra sao nào? Xét về tình hình thực tế khi đó là năm 1050 của kỷ thứ 3, Sauron vẫn chưa hề lộ diện, đây mới chỉ là sự cảm nhận về sự trỗi dậy của Sauron về sau thôi, nên không thể tìm ra hắn mà pha ngay một trận được. Đợi lúc mà Sauron chính thức công khai lộ diện thì sao? Đó là vào năm 2951 của kỷ thứ 3, thời điểm mà sau sự kiện đại chiến của năm cánh quân trong The Hobbit. Khi này thì đánh với Sauron, đâu đơn giản là năm ông cứ phi thẳng vào mà phang Sauron luôn đâu. Sauron đang ở tại Modo và thiết lập quân đội mạnh mẽ của mình để tái chiếm Trung Địa. Vài trăm nghìn quân Orc tại Modo, cộng với 9 Nazgûl đang có mặt tại đó, chúng ta còn chưa bàn tới vài trăm nghìn quân tương tự của các vương quốc đồng minh với Modo vẫn còn đang ở phía sau. Năm ông này mà cân hết được toàn bộ cái đống đấy thì mọi chuyện nó khác bọt lắm,
thế nên đánh với Sauron bắt buộc phải dùng tới một đội quân mạnh mẽ tương đương. Cùng với đó là thủ lĩnh của quân đội này cũng phải là những lãnh đạo của các dân tộc tự do tại Trung Địa, khi thấy sự khốc liệt và mất mát của chiến tranh sẽ làm họ cảm thấy yêu quý cuộc sống yên bình của mình đang có hơn. Nhiệm vụ của năm phù thủy là hỗ trợ họ đoàn kết lại, xây dựng một tinh thần vững chắc để họ vươn lên, tự mình giành lấy những thứ đã mất. Bạn Manbat có hỏi rằng liệu khả năng chiến đấu của Gondo có mạnh hơn tiên rừng hay không? Nhìn về tổng thể thì đây là một sự so sánh ít chênh lệch nhất khi lấy dòng tiên yếu nhất so với loài người mạnh nhất. Nhìn qua thì ta có thể thấy hai bên sẽ khá là xiêm nhau, nhưng để hiểu rõ được thực sự bên nào nhỉnh hơn thì ta sẽ phải có một cái nhìn tổng thể về sức mạnh của cả hai bên. Tiên rừng ở kỳ thứ nhất thì vẫn rất là yếu và cũng không có được người lãnh đạo thực sự giỏi, nên chúng ta sẽ phải xét tới những tiên rừng ở kỳ thứ ba khi họ đã trải qua chiến đấu và rèn luyện bài bản rồi. Cụ thể ở đây sẽ là tiên rừng của Vương quốc Đất rừng qua sự lãnh đạo của Tharin. Một tiên rừng để trở thành một chiến binh chiến đấu sẽ phải được đào tạo hết sức là nghiêm ngặt. Họ bắt buộc phải sử dụng thành thạo được mọi loại vũ khí để thay đổi đội hình chiến đấu liên tục. Thế mạnh của tiên rừng sẽ được phát huy mạnh mẽ ở việc di chuyển linh hoạt trong rừng. Các cung thủ của họ đạt tới độ chuẩn xác hoàn hảo nếu như không có ông thần người lùn nào gạt vào cây cung của họ khi mà họ đang ngắm bắn. Thế mạnh của tiên rừng là đánh nhỏ lẻ trong không gian hẹp cực kỳ tốt, điểm hạn chế của họ thì lại nằm ở số lượng ít hay rơi vào thế bị động. Còn quân đội Gondo thì được coi là quân đội tinh nhuệ nhất của loài người tại kỳ thứ 3, họ mang trong mình dòng máu của Numenor, tuổi thọ, tinh thần và thể lực của họ trội hơn nhiều so với loài người của nơi khác. Chưa kể, vương quốc Gondo lại tiếp giáp với quá nhiều kẻ thù, chiến tranh là liên miên, đòi hỏi quân đội của họ phải lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Các chủng loại trong quân đội được phân chia rõ ràng, đa dạng về chiến đấu, thích nghi nhanh chóng với các địa hình chiến đấu, vũ khí và giáp của họ cũng được đầu tư kỹ lưỡng với các đội hình đặc chủng. Vậy thì chả may, hai bên có xung đột với nhau thì sao? Chuyện này là khó xảy ra, vì hai bên cũng đã từng hợp sức với nhau trong trận chiến liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người. Tharin cũng luôn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với lại Gondo. Chưa kể là lãnh thổ của hai bên cũng không tiếp giáp để tranh chấp gì cả. Khi mà pháo đài Dol Guldur bị Sauron chiếm giữ, thì Tharin đã đưa vương quốc của mình di chuyển lên phía bắc, rất là xa với lại Gondo. Khoảng thời gian trước đó thì các vị vua của Gondo vẫn khá là sáng suốt, nên việc giao tranh rất là khó xảy ra. May ra có các thanh niên Gondo lạc lên tận phía bắc thì mới có chuyện để nói được. Nhưng nếu bàn về khả năng chiến đấu giữa hai bên, thì nếu là một cuộc chiến solo đơn thuần giữa hai cá nhân độc lập ngang về chức vụ thì tiên rừng vẫn sẽ thắng thế hơn, vì tuổi thọ chênh lệch rất là cao, dẫn tới kinh nghiệm chiến đấu cũng rất là khác biệt. Nhưng nếu là một cuộc chiến tổng lực giữa hai bên thì sao? Một điều đã quá quen với Gondo nhưng lại cực kỳ hiếm xảy ra với lại tiên rừng. Bản thân chính Gondo luôn có những đạo kỵ binh chủ lực đặc biệt mạnh mẽ để chiến đấu cho những cuộc giao tranh tổng lực như thế này. Cộng với số lượng quân đội của Gondo rất là lớn, thông thường ở những thời kỳ mạnh mẽ, số lượng sẽ là gấp 6 đến 7 lần số lượng của tiên rừng. Nên nếu có giao tranh, Gondo sẽ áp đảo hơn với số lượng quân đội quá lớn, kinh nghiệm giao tranh tổng lực và những đạo kỵ binh chuyên dụng cho các trận chiến lớn. Còn thủy chiến thì không cần phải bàn, khi mà tổ tiên của họ đã làm chủ được biển cả hàng nghìn năm nay. Tuy nhiên thì đó lại là giao tranh ở những cánh đồng rộng lớn tại phía nam của Gondo. Nếu đại quân của Gondo mà đi vào khu rừng Amu thì vẫn ăn hành ngập mồm như trời. Bạn Elingard có hỏi rằng sao Gimli lại làm chúa tể của Helm's Deep, của thành Erebor chứ? Trước hết thì Helm's Deep là của Rohan, nên Gimli sẽ không thể làm chúa tể của Helm's Deep được. Gimli được Elmer, khi này là vua của Rohan, cho phép được khai thác ở những hang động rộng lớn ở phía sau của Helm's Deep, và Gimli trở thành chúa tể của những hang động lấp lánh. Tại sao lại không là chúa tể của Erebor, trong khi Gimli cũng là một hoàng tử Durin có quyền thừa kế tại Erebor? Cái này thì lại liên quan đến phả hệ của nhà Durin. Erebor là vương quốc của người lùn Durin. Khi mà Khaenum của họ đã bị một con Barok chiếm giữ,
họ đã rời tới ngọn núi Cô Đơn để tạo dựng một vương quốc mới tại đó. Nói về vua Nan Ha trước, ông có hai người con là Dan 1 và Borin. Con trai cả của Dan 1 chính là vua Thor, ông nội của Thorin. Con trai thứ là Glor, ông nội của Dan 2 chân sắt, thì đã sang dãy đồi sắt để làm lãnh chúa. Nên khi nhánh cả là con cháu của vua Thor là Thorin, Fili và Kili đều đã hy sinh tại trận đại chiến của năm cánh quân, thì dòng con thứ nhánh cả là ở bên Glor của dãy đồi sắt sẽ phải nối ngôi vị của Erebor. Người đó chính là Dan 2 chân sắt của dãy đồi sắt, người em họ đã mang quân tới cứu viện cho Thorin tại trận đại chiến của năm cánh quân. Nếu chả may dòng con thứ nhánh cả bị tận diệt, thì con cháu của Borin thuộc nhánh thứ hai là Balin, Orin, Glorin mới được phép thừa kế ngai vị của Erebor, mà Gimli lại là con của Glorin nên quyền thừa kế của Gimli sẽ là thấp nhất ở đây. Tuy nhiên thì dòng của Dan 2 chân sắt vẫn phát triển ổn định khi mà người thừa kế của Dan 2 là con trai của ông Thorin Ba Mũ Đá vẫn tiếp tục duy trì được ngai vàng và còn đánh đuổi được kẻ thù tại thời điểm chiến nhẫn về sau. Lưu ý là Thorin Ba Mũ Đá là con trai của Dan 2 chân sắt, tập tục đặt trùng tên với lại tên tiền bối tại trung địa là rất là phổ biến, không có gì lạ lẫm cả, họ đánh số thứ tự để không bị nhầm lẫn với người tiền nhiệm. Thorin trong The Hobbit cũng chưa phải là cái tên gốc, ông vẫn chỉ là Thorin 2 kiên sồi mà thôi. Chính vì Thorin Ba Mũ Đá vẫn còn có hậu duệ là Durin 7, nên Gimli với thân phận chỉ là con út của nhánh thứ thì chắc phải đợi đến 2 kỷ nguyên nữa mới có thể làm vua Erebor được. Bạn Phúc Đặng có hỏi rằng tại sao Lindon lại bị xóa sổ? Lindon là vương quốc tiên tộc của đại đế Galgala, nơi mà có đa dạng các dòng tiên cùng sinh sống dưới chung một mái nhà tại kỷ thứ 2. Đây là kết quả của sự liên minh cùng nhau chiến đấu tại kỷ thứ nhất để có được một vương quốc đặc biệt như vậy. Ở kỷ thứ 2, Lindon cũng giống như Gondo ở kỷ thứ 3 vậy, là người anh cả trong việc ngăn chặn bóng tối bành trướng. Đây luôn là đầu tàu và cũng là lực lượng chủ lực trong hai cuộc chiến lớn đánh chúa tể bóng tối tại kỷ thứ 2 của Trung Địa. Tại cuộc chiến liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người, tuy rằng số lượng thương vong của Lindon cũng khá là lớn, ngay cả đức vua của họ cũng đã ngã xuống dưới tay Sauron, nhưng điều đó cũng không thể làm cho Lindon bị sụp đổ được. Điều khiến vương quốc không còn tồn tại ở kỷ thứ 3 chính là vì người dân của vương quốc đã quá mệt mỏi với các cuộc chiến liên miên từ kỷ 1 sang tới tận kỷ thứ 2. Bốn nghìn năm sinh sống tại Trung Địa là 4.000 năm đau thương, nhưng mất mát là quá lớn, khó có thể bù đắp lại được. Chính vì điều đó đã làm cho họ cảm thấy bị mệt mỏi, muốn trở về thiên quốc để tìm lấy sự bình yên cho mình. Vì thế mà sang tới đầu kỷ thứ 3 của Trung Địa, đa số người dân của Lindon đã quay trở về thiên quốc hết, còn lại một số ít là do Cúdan lãnh đạo vẫn còn sinh sống tại Cảng Xám. Số lượng đó không đủ lớn để duy trì một vương quốc, nên Lindon đã chính thức không còn tồn tại trên bản đồ Trung Địa vào kỷ thứ 3. Fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could challenge. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh của mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chúa Nhẫn. Xin chào.